Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã không rời khỏi làn sóng của The Central Shop Home Shopping của CVN 14.5, và chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình ngày hôm nay với cái promotion mà đặc biệt là vừa rồi những quý vị đã gọi cho chúng tôi vì cái lý do là cái đường dây nó nhiều dây nhiều quá, thành ra quý vị không gọi lại chúng tôi, xin quý vị hãy gọi lại cho chúng tôi nhé. Và đặc biệt là chị Kim Trần vừa gọi cho chúng tôi, nhưng chúng tôi xin chị hãy gọi lại cho chúng tôi để chúng ta lấy cái order cho chị nhé. Tiếp đến là cái collagen, vừa rồi có rất là nhiều những quý vị gọi vô cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ có 5 người thôi, chị Kim là người thứ 3 rồi. Và nếu mà chúng tôi chỉ còn có 2 người nữa thôi, đó là quý vị gọi cho chúng tôi với cái số phone quen thuộc, đó là 714-316-5999 hoặc 1888-414-5678. Chúng ta chỉ còn có 3 người, đúng, chỉ còn 2 người nữa thôi, 2 người khác nữa thôi, với cái promotion đặc biệt, đó là mua một cái collagen plus được tặng một hộp, thêm một hộp và một hộp trà nữa nhé, chỉ có 89 đồng thôi. Một hộp collagen plus đã là 89 đồng rồi, và quý vị mua một hộp sẽ được tặng một hộp super collagen plus cộng thêm với một cái hộp trà nhỏ nữa. Chỉ có 5 vị khách rồi nha, chúng tôi đã có 3 vị khách rồi, nhưng quý vị vừa rồi gọi vô mà không có, chúng tôi không nhấc phone kịp đó, xin quý vị hãy gọi lại cho chúng tôi. Đó là cái collagen plus. Rồi tiếp đến là chúng ta đang hôm nay chúng ta muốn promotion thêm cái gì nữa không? Chắc có lẽ chúng ta đang nói về sức khỏe thì chúng ta sẽ nói về tỏi đen anh Đồng ha. Tỏi đen rồi, cái này tôi mê lắm, tỏi đen mê lắm. Nói về cái collagen mà uống vô một ngày, nói là Vicky nói là chúng tôi chỉ cần uống một ngày một chai thôi, mình uống một chai rồi nhiều khi muốn uống thêm chai thứ hai nữa. Buổi sáng uống xong, buổi trưa là muốn uống thêm một chai. Vâng, chúng ta đang có một vị gọi vô. Dạ xin nghe. Dạ chào chào anh. Dạ. Chị Ngọc, dạ. Dạ, chị em Ngọc. Ở San Francisco, tại vì em có order rồi, em order 3 hộp nhưng mà không có trà, em tính thử trà rồi nha, bây giờ em order thêm một hộp. Wow, đã mua 3 hộp rồi. Dạ, dạ em chị Ngọc hộp cho chị Linh. Yes. Dạ. Nhưng mà tại vì chị Linh nói là cái promotion nó hết rồi, thành ra em mua 3 hộp mà không có trà. Vâng. Nên okay. Hôm nay thấy chị, thấy trên show có trà, em tính thử. Chị Linh là chị mua thêm một hộp. Chị Ngọc là người thứ tư để nhận được một cái special ngày hôm nay, là có một cái collagen plus nha, rồi tặng chị một hộp nữa, rồi thêm một cái hộp trà. Ok, bây giờ chị là chị đã, thứ nhất là tuần trước chị đã mua cái gì đó, cái collagen rồi, thì chị có thể chia sẻ là chị cảm nhận khi mà chị uống như thế nào, chị thấy cái mùi chưa, là sao? Em chưa có nhận được hàng. Chưa nhận em hàng. Em chưa có nhận. Wow. Dạ, chị Linh. Dạ, yeah, order tiếp. Yeah. Rồi. Chị Linh rồi. Em gọi chị Song Linh á. Dạ. Chị Song Linh order, dạ. Vâng. Mà em có order cái hàng, cái sunblock gì, sunscreen thì em xài rồi. Rồi, bây giờ chị chia sẻ cái sunscreen để. Bây giờ chị Ngọc chia sẻ cái cảm nhận của chị Ngọc về cái sunblock mà chị Ngọc. Dạ, cái chị em xài nó có 3 ngày thôi, nhưng mà em thấy cái mặt của em nó không có bị khô lắm, nó mềm lại, tại vì mặt da em khô lắm. Với lại nó có mấy cái chấm đen, như là nó nám. Nhưng mà không phải nám, mà nó là giống như tàn nhang vậy đó. Có một chấm chấm, dạ em không có bị nám. Wow. Nhưng mà em giống như là nó với lại cái da mặt em nó hơi khô. Wow. Cái trời mùa đông này nó hơi khô. Thế wow. Thôi em thử, em thấy chị Vicky giới thiệu hấp dẫn quá. Em order thử xài, nhưng mà em xài mấy ngày tại vì da em cũng hay bị dị ứng. Rồi. Xài mỹ phẩm nào cũng không được, em xài 2-3 ngày là nó bị dị ứng, nó đỏ liền. Đó. Em xài, em tốn rất là nhiều tiền ở trong những cái mỹ phẩm đó. Rồi. Dạ, tại vì cái da mặt em nó không có dễ xài. Với lại da tay, tay con nó hay khô lắm. Cái chân ngủ nó hay để nứt á. Thành ra, dạ, da tay, da chân ngủ nó very bad. Wow, nhưng mà nếu mà nó hợp với chị như vậy nó tốt, nhưng mà nếu mà chị có dịp mà thấy Vicky mà làm những cái thử nghiệm của cái sunblock lotion này đó, là cái sunscreen lotion này đó, chị sẽ rất là mê, là bởi vì nó có một cái lớp protection rất là tốt cho da của mình. Dạ, riêng dạ, tôi em cũng vâng. Em cũng phải thử, tại vì em làm cái nghề babysit, em ra ngoài Pháp nhiều lắm, ra ngoài phơi nắng nhiều lắm. Vâng. Dạ, vâng. Tại vì vâng. Em giữ em bé mà. Vâng. Chắc em bé ra ngoài chơi ngoài. Nhưng mà thế một ngày mình ra nắng khoảng 10-15 phút cũng rất là tuyệt vời. No. Nhớ là cái... em ra là 1-2 tiếng đồng hồ em mới. Wow, vậy là phải lúc nào phải dùng bé. Tới cái sunscreen lotion rồi. Dạ. Tại vì một ngày là em phải ra ngoài nó phơi nắng 4 tiếng đồng hồ. Wow. Sáng 2 tiếng, chiều 2 tiếng. Chị Ngọc ơi, bây giờ
cho Vicky confirm lại cái order của chị Ngọc là chị Ngọc muốn lấy một phần super collagen đúng không chị Ngọc? Dạ dạ, tại vì em order hết 3 phần rồi. Dạ. Tại vì em nghe thấy order hấp dẫn quá nhưng mà chị Linh chị Ngọc nha, Vicky sẽ gửi một chị mua một cái super collagen via The Central Shop sẽ tặng thêm cho chị một phần super collagen cộng với một hộp chị nhỏ. Riêng Vicky thì Vicky tặng thêm cho chị một kiếp sunblock nha. Wow. Dạ. Không biết sunblock bao nhiêu. Wow, tôi đứng đây tôi hơi buồn đó, tại tôi phải mua hàng bây giờ mà Vicky lại tặng về. Cái tặng của chị nó là cái sunblock này không đó chị, là $55 đó chị ạ. Dạ. Rồi bây giờ rất là exciting để hỏi chị tiếp cái câu hỏi này này. Khi mà chị xài cái sunblock, mà cái sunblock này đó là cái sunscreen đi ha. Mình chữ sunscreen lotion này đó là nó lớn và nó to. Nó gỡ hơn cái mà tôi hay mua cho gia đình xài đó là nó gấp đôi lận. Cái này nó tới cái số lượng của nó nhiều lắm ở trong này. Dạ, vâng. Thì vâng, thì cái đó là cái số lượng trong này đó là hôm nay là chị đặc biệt được thêm một cái sunscreen lotion nhá. Cái này là cái kem luôn đó chị ơi. Dạ. Ờ, dạ. Dạ. Cảm ơn. Rồi cảm ơn chị Ngọc nhiều. Cảm ơn chị nha. Dạ. Dạ. Xin chào chị. Dạ, chúc chị sức khỏe. Xin chào chị. Dạ. Dạ xin nghe, chúng tôi xin nghe. Xin cho biết quý anh ạ. Em tên Kim Trần nên đông em gọi lại. Rồi chị Kim Trần ơi. Vậy là hôm nãy nè, chị Kim ơi, vừa rồi á là Vicky đã cho tặng một cái người vừa gọi vô, và Vicky hứa với chị rằng á là khi chị gọi lại, tại lúc nãy cái đường dây nó bị trục trặc đó, thành ra vì vậy cho nên chắc chắn khi chị order cái gì, nhưng mà chắc chắn là Vicky sẽ có một cái quà đặc biệt cho chị ngày hôm nay đó. Bây giờ mình đang nói về cái collagen nè. Chị Vicky, chị xin lỗi, chị Kim Trần ở đâu vậy? Cái số điện thoại là 336 nè. Em ở North Carolina. Wow, North Carolina. Bây giờ bên đó mấy giờ rồi chị ha? Bên em giờ là 10:15. 10 giờ tối rồi, giờ này cơm nước xong rồi ngồi nghe cái chương trình là tuyệt vời. Rồi, bây giờ chị đã nói về cái Super Collagen Plus, phải không? Chị muốn order cái đó, phải không? Mua một tặng một. Dạ, đúng rồi, mua một tặng một. Mua một tặng một. Em gửi thêm một hộp trà nhỏ cho chị ha. Dạ hả? Rồi, bây giờ hỏi chị nè, khi nào chị đã dùng qua cái sản phẩm của Collagen Plus chưa? Em chưa uống, nhưng người ta em có uống rồi. Còn người ta uống rồi, nhưng mà khi mà nghe tới collagen là chắc chắn là cái da mình nó đẹp rồi này. Nhưng mà cái collagen, super collagen, collagen thì chị uống thường rồi. Nhưng mà cái này là super collagen plus nha chị nha. Là bởi plus là bởi vì nó có những dược thảo khác nữa. Nó có những cái dược thảo khác nữa giúp cho cơ thể mình sức khỏe. Rồi cho cái hệ miễn nhiễm cao. Da. Vâng. Anh Đông về. Có chị ngày mai gọi là em được không? Vì trước giờ tối rồi đó. Được, dạ vâng. Sẽ nói là anh chị em trong công ty sẽ gọi là ngày mai nhé. Okay. Vâng, gọi lại cho chị ngày mai. Dạ vâng, cảm ơn chị nhiều. Chị cho hỏi chị. Rồi, chắc chị tắt rồi. Hỏi chị là về cái trà chị đã uống chưa? Thường thường là rất là nhiều người chưa biết dùng cái trà đó. Thì chúng tôi đây hiện tại là cái trà nó tuyệt vời lắm. Nếu quý vị uống cái trà này chung với lại thuốc Tây cũng như thuốc ta đều tốt hết. Tại vì cái trà dưới những Acetaba này nó ngấm vô cái cơ thể của mình. Nó giúp cho tất cả khi mình uống hoặc là ăn, dùng những cái thực phẩm, nhất là những cái thực phẩm mà về chức năng hoặc là những cái thực phẩm về sức khỏe đó, mà dùng cái trà dưới những Acetaba này thì nó ngấm vô cơ thể một cách nhanh hơn. Là bởi vì cái chất chalcon cũng như cái chất vitamin và khoáng chất và kim loại nó giúp cho cơ thể của chúng ta được lành mạnh hơn. Thì khi quý vị dùng cái trà dưới những Acetaba này là có thể dùng cho mọi lứa tuổi quý vị nhé. Cho những người trẻ tuổi, các em bé, những quý vị nào đang có thai hoặc là đang cho con bú đều dùng được cái trà này. Nó rất là tốt cho sức khỏe, thay thế cho nước uống hàng ngày quý vị nhé. Rồi tiếp đến chúng ta đang nói về cái sản phẩm gì đây? Tỏi đen. Ok. Khi nói tới tỏi đen á, thì rất là tuyệt vời trong cái mùa lạnh này. Vicky có thể nói sơ qua một chút xíu về cái tỏi đen. Cái promotion của tỏi đen hôm nay là cái gì? Là như thế nào? Là một bịch tỏi đen như vậy là $25. Khi quý vị mua 4 bịch, chúng tôi sẽ gửi tặng thêm quý vị một bịch nữa. Tức là chỉ với giá của 4 bịch $100, quý vị có thể có được 5 bịch để đem về nhà. Là nửa ký đấy nha. Dạ vâng. Nửa ký nó nhiều lắm. Mình nói đến nửa ký là rất là nhiều. Thanksgiving đó thì chúng ta sẽ có dịp để gửi biếu tới người nhà cũng như những cái người mà chúng ta thân yêu đó. Những cái món quà thì đây là biết kỳ nghĩ đây là cũng là một trong những cái món quà mà chúng ta gửi tặng tới những người chúng ta thân yêu, vì họ khỏe, họ đẹp thì chúng ta cũng sẽ vui theo. Thì tỏi đen này là một trong những cái
thứ mà Vicky nghĩ là rất là tốt cho sức khỏe thưa quý vị. Bây giờ mình nói sơ qua tại sao tỏi đen nó tốt, cái tỏi đen nó có những cái điểm tốt nào, nó giúp cho cái giảm cholesterol này, nó giúp cho là chống xơ vữa động mạch này, rồi nó giúp cho da tăng cái hóa trình lão hóa của mình, rồi chắc chắn là nó phải giúp cho mình cái da đẹp rồi này, rồi chống lại cái đầy hơi. Cái nói cái chữ đầy hơi là tôi rất là mê, là bởi hồi xưa đó khi mà ở nhà đó tôi nhỏ sợ ăn cái anh sợ ăn cái tỏi sống lắm, mà mỗi lần mà mình bị đầy hơi gì bố hay cứ bắt ăn cái tỏi sống rất là sợ. Mà ngay cả khi mà các cụ ngày xưa thường nói là khi mình ăn 3 cái nhánh tỏi sống mỗi ngày thôi là không có sợ cảm cúm và không có sợ bị đầy hơi, đường tiêu hóa rất là tuyệt vời. Nhưng riêng về cái tỏi đen này nó đặc biệt lắm, nó còn có những cái công dụng tốt và nó giúp cho sức khỏe của mình cả hơn trăm lần với cái tỏi thường nữa, là bởi vì nó được lên men. Và cái tỏi đen được lên men, nó lên men và cái công nghệ của Nhật Bản nha Vicky nha. Và khi mà quý vị nhìn lên màn hình, quý vị thấy là cái củ tỏi nó có một củ một thôi, mà chúng tôi hay gọi nó là tỏi cô đơn đó Vicky. Vicky thường đi ra ngoài để mua tỏi để về cho bà ăn đó, thì Vicky lại thấy một cái củ tỏi nó rất là nhiều tép. Thì khi anh Đồng giới thiệu tới cho Vicky cái tỏi cô đơn này thì nó chỉ, tức là một củ nó chỉ có một tép thôi thưa quý vị. Vicky lấy rất là làm lạ, Vicky hỏi anh Đồng là ủa tại sao nó như vậy và nó có cái gì khác biệt, thì chắc là bây giờ nhờ anh Đồng chia sẻ tới quý vị nha. Thưa với lại Vicky và thưa quý vị khán giả, cái gì nghe chứ cô đơn thì sợ lắm, buồn lắm, nhưng mà riêng cái tỏi cô đơn rất tuyệt vời. Lý do tại sao? Bởi vì một cây tỏi nó chỉ có một cái củ thôi. Quý vị nhìn lên màn hình, mỗi một cái củ tỏi như vậy nó chỉ có một cây, và cái này nó rất là hiếm, được trồng trọt trên cái Lý Sơn. Mà khi mà nói tới tỏi Lý Sơn, nó nhỏ nhỏ, nó gọn, nó bằng đầu ngón tay của mình thôi, nhưng mà mỗi một cây như vậy là nó có một củ đó. Rồi khi mà hồi xưa đó, mà khi mà nói tới cái tỏi Lý Sơn đó, mà treo ở trên những cái chén bếp của các cụ ngày xưa thôi, để cho nó một thời gian nó nóng rồi dùng lại từ từ đó, chỉ cần khi mà mình xào nấu cái gì mình chỉ đập 1-2 tép thôi là nó thơm cả nhà luôn. Cái tỏi Lý Sơn nó thơm tuyệt vời lắm, và đồng thời chắc chắn là cái tỏi Lý Sơn nó có những cái tốt hơn, nó có cái hiệu quả, nó cái chất lượng của nó mình phải nói là nó tốt hơn những cái tỏi khác rất là nhiều. Nhưng riêng cái tỏi cô đơn này đó Vicky, mình thấy là cái trái nó như vậy đó, riêng cái tỏi cô đơn này đó là khi mà sấy lên rồi thì nó màu đen, ăn rất là dễ ăn, nó thơm thơm ngọt ngọt, là bởi vì nó thiên nhiên, một không có bỏ thêm một cái màu gì hết á, mà nó trở thành màu đen như vậy. Và đồng thời những quý vị nào mà đang trong cái thời gian mà làm về nail hoặc cái gì, những cái chân bắp, cơ bắp của mình nó bị đau, hoặc là mùa đông thì thường những quý vị nào mà về đau về những cái khớp xương đó, thì cái tỏi đen này nó tuyệt vời trong cái mùa đông. Tại sao? Cái mùa đông là rất là nhiều những quý vị mua vào cái mùa đông này, là bởi vì khi mà nó lạnh á thì quý vị hay bị đau nhức những cái khớp xương nhiều hơn. Tỏi đen tuyệt vời cho những ai muốn ngăn ngừa hoặc là đang bị đau những cái khớp xương, rồi về cái đầy hơi, rồi về chống lão hóa, rất là nhiều những cái ưu điểm của cái trà, cái tỏi này. Và với cái giá là 25 đồng một bịch thưa quý vị, nếu quý vị mua 4 bịch, công ty Decentral Shop sẽ gửi biếu đến quý vị cái bịch thứ 5 miễn phí, có nghĩa là nửa ký chúng ta chỉ có trả 100 đồng thôi thưa quý vị, $100 cho một nửa ký. Và khi mà cái tỏi cô đơn này quý vị nhìn lên màn hình thấy nó rất là dễ, nó màu đen và nó được lên men do một cái công ty của Nhật Bản đã làm cái đã có dùng cái fermentation để làm cho nó có cái tỏi nó trở thành màu đen. Khi mà tỏi mà lên men thì chắc chắn là nó phải tốt hơn cái tỏi bình thường rất là nhiều. Nhưng mà quý vị an tâm, có rất nhiều quý vị mà khi mà dùng tới tỏi đó sợ là hôi rồi này kia, nhưng mà với cái tỏi này ai cũng có thể ăn được hết á, phái nữ ăn rất dễ thương. Chia sẻ một chút xíu là cái đây hai hôm thì Vicky, cái đây vài một tuần trước thì Vicky có mua một bịch của The Central Shop thì gửi qua một cho cô bạn ở bên Dallas. Thì sau khi cô ăn xong thì cô gọi Vicky, cô nói vậy nè, thực sự là tôi rất là sợ tỏi, nhưng mà bây giờ tôi nói với bà là tôi ăn gần hết cái bịch bà cho rồi. Không được đâu, không được đâu, tại lý do nó nóng đó. Tại vì lý do là người ta khuyên mình chỉ có ăn 1 tới 3 nhánh, 4 nhánh là nhiều lắm trong một ngày rồi. Chính chúng tôi cũng vậy, nhiều khi cầm cái tỏi lên đó, mình ăn củ xong rồi mình bóc cái vỏ nó ra, quý vị nhìn như vậy nha, bóc cái vỏ nó ra xong rồi mình bóc cái vỏ nó ra rồi mình thấy là bên trong đó là cái tỏi màu đen nó như vậy đó.
nó rất là dẻo và nó như cái kẹo vậy đó. Ăn một cái củ đó rồi thì chỉ muốn ăn thêm 3-4 củ nữa thôi. Nhưng mà mình khuyên không nên ăn nhiều. Thứ nhất tốn kém, thứ nhì nó nóng lắm thành ra ăn nó nhiều quá không có tốt. Ba củ là đủ rồi. Rất là ngọt thưa quý vị và dẻo dẻo như mình ăn kẹo vậy đó. Thì đâm ra cô rất là thích. Thì giống như anh Đồng nói là mình chỉ nên ăn 3 tép một ngày thôi. Nhưng nếu quý vị nào sợ tỏi thì quý vị có thể mua một bịch về ăn thử. Vicky nghĩ là nghĩ là quý vị sẽ rất là thích nó vì chính cái cô bạn của Vicky đó là một người đã trải nghiệm nó và cô cho feedback lại với Vicky là cô rất là thích. Không, nói thật luôn, nói thật với Vicky luôn. Nếu mà nói mà cái tỏi này ăn ấy, thì tôi nghĩ là hầu như là những ai mà thích về ăn về kẹo hoặc là bánh đều ăn được hết. Là bởi vì nó thơm mà nó rất là dẻo. Nó dẻo mà nó thơm lắm, nó không còn cay đắng như những cái mà lúc mình ăn tỏi sống đâu. Thành ra cái khi mà nó lên men rồi, mà đặc biệt mà khi lên men rồi đó nhá, nó lại thơm và nó lại rất là ngon. Quý vị chỉ cần dùng một ngày từ 3 tới 4 nhánh mỗi ngày thôi là quý vị sẽ cảm nhận được, thứ nhất là sức khỏe của mình rất là khỏe, đồng thời giúp cho tiêu hóa nhanh đầy hơi, rồi quá trình lão hóa giúp cho cái đường tiêu hóa của chúng ta được khỏe mạnh, và đặc biệt là cái hệ miễn nhiễm rất là cao. Rồi tiếp đến, nói về cái promotion này chút xíu nữa đi, mình đã nói rồi phải không? Dạ vâng. Mua 4 bịch thì 4 chúng bịch. Ta sẽ được tặng The Central Shop sẽ gửi tặng thêm quý vị một bịch nữa. Có nghĩa là 25 đồng một bịch, nếu quý vị mua 4 bịch sẽ được gửi đến quý vị một hộp một cái bịch thứ 5 miễn phí với cái tỏi gọi cho chúng tôi. Ha, chúng ta đang có quý vị mua gọi rồi. Dạ, chúng tôi xin nghe cho biết quý danh ạ. Hai em. Em Trần Thắng. Vâng, anh Thắng. Em thấy cái tỏi đây nó. Em hỏi cái tỏi đó ở đâu vậy anh? Ồ, tỏi đen ở đâu hả? Cái đó là khi mà nói tới tỏi đó anh Thắng ơi, khi mà nói tới tỏi là thường thường là cái tỏi ở Việt Nam ở Lý Sơn là tuyệt vời lắm. Đó là cái tỏi này đã được trồng trọt ở trên cái hòn đảo Lý Sơn và được cái công ty của Nhật Bản đó, đã giúp để sấy nó lên men đó thành tỏi đen. Tỏi đen này không có bỏ một chất màu cũng như không bỏ một cái chất bảo quản, không bỏ một cái gì vô hết đó. Cái màu đen của cái tỏi và cái tỏi nó rất là tốt. Anh đã dùng qua cái tỏi đen bao giờ chưa? Em có nghe nói nhiều lắm anh. Nhưng mà mấy lần trước là cái tỏi có một lần mua ở trong Costco và thì cái tỏi nó không được cái tỏi như vậy, cái tỏi nó lại là cái tỏi nhiều thép á. Đúng rồi. Cái tỏi nhiều thép thì nó khác, nó nhiều lắm anh Thắng ạ. Cái đó nó nhiều, nó làm những cái tỏi mà có nhiều nhánh, người ta cũng làm cái đó lên, nhưng mà thực sự nó cũng tốt đấy chứ không phải là không đâu, nhưng mà nó không thể nào tốt bằng cái tỏi single, cái tỏi mà cô đơn lá. Và cái tỏi ở bên Việt Nam của mình thì cái đất ở Việt Nam mình cái tỏi nó vẫn tuyệt vời hơn, mà đặc biệt là cái trên hòn đảo Lý Sơn. Anh bây giờ như thế này, anh Thắng muốn order 4 bịch để tặng 1 bịch không? Em mới mở TV ạ. Anh cho em biết lại cái promotion được không ạ? 25 đồng cái bịch như thế vậy này. Ok, là 25 đồng cho một bịch nhá. Nếu mà anh Thắng mua trong cái giờ live show này đó thì là anh mua 4 cái bịch như thế này là nửa ký đó. Nửa kg á thì là sẽ tặng tới cho anh một cái bịch. Như là anh chỉ có trả 100 đồng thôi cho 5 bịch thay vì là 125 đồng. Cho em 2 order được không ạ? 2 order rồi anh Thắng. Nhưng mà nhớ là mỗi ngày chúng ta chỉ có ăn chừng khoảng 3 tới 4 nhánh thôi anh nha, 4 củ đó thôi nha. Hy vọng là tuần tới sẽ được nghe tiếng của anh Thắng chia sẻ về cái tỏi đen. Cảm ơn anh Thắng rất là nhiều và chúc anh sức khỏe nhé. Xin chào anh. Xin chào anh. Vâng. Chắc là cho Vicky lặp lại cái promotion từ đầu ha, để cho quý vị nào mà vừa mới mở TV lên á, thì hiện tại ra là The Central Shop có những cái promotion như sau. Thì quý vị mua một hộp Super Collagen Plus với giá 89 đô, công ty sẽ gửi tặng thêm quý vị một hộp và cộng thêm một hộp trà nhỏ Acetaba thưa quý vị. Và cái promotion thứ hai đó là tỏi đen. Nếu quý vị mua 4 bịch tỏi đen với giá là 25 đô một bịch, chúng tôi sẽ gửi tặng quý vị cái bịch thứ 5 miễn phí. Và với về hôm nay là chúng ta chỉ có nhận 5 người gọi, 5 quý vị gọi cho chúng tôi cho cái promotion của Super Collagen, và chúng tôi đã có 1, 2, 3, 4 vị rồi, chúng tôi chỉ còn 1 vị nữa thôi. Nếu quý vị nào lucky gọi cho chúng tôi, hãy gọi cho chúng tôi ở cái số phone quen thuộc 1714 316 5999 và
1-888-414-5678 thưa quý vị. Vâng, hãy gọi cho The Central Shop ngay bây giờ để chúng tôi có thể nhận cái order của quý vị, mà để quý vị có cái special đặc biệt ngày hôm nay. Và hôm nay là chúng ta cũng gần hết giờ rồi, nhưng mà hôm nay là chúng ta có một cái promotion ngày hôm nay là chỉ có The Super Collagen Plus, mua 1 tặng 1, tặng thêm hộp trà, phải không? Rồi cái quý vị mua cái tỏi đen thì mua mỗi một cái bịch tỏi đen là 25 đồng cho một bịch. Quý vị mua 4 bịch sẽ được tặng đến quý vị một bịch thứ 5 miễn phí thưa quý vị. Và giờ của chúng tôi cũng đã hết, The Technical đã giơ tay là đã hết giờ rồi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe và chia sẻ với chúng tôi và ủng hộ với chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúng tôi xin được hẹn gặp lại quý vị trong kỳ tới. Vicky có lời chào đến quý vị. Dạ thưa quý vị, thì chương trình tới đó là chương trình của The Sound từ thứ 2 cho tới thứ 6, khung giờ là từ 6 giờ tới 7 giờ trên làn sóng 14. Và trước khi chúng ta chào, tôi nhận thêm một quý vị nữa để nhận thêm một quý vị. Dạ chúng tôi xin cho biết quý danh ạ. Dạ em tên là Hạnh Vũ, cho em order một phần nước collagen. Vâng, mua một tặng một, phải không thưa chị? Đáng lẽ là hết giờ đang chào rồi đó, chào đài rồi đó, mà quý chị gọi, thành ra mình cũng xin cảm ơn. Tại cái đài bị mới bị hư mà, mới bị hư tức thì em coi show nãy giờ á. Ồ, chị coi bằng cái hệ thống gì vậy thưa chị? Là bằng phone hay bằng TV vậy? Dạ, bằng phone có, bằng TV có. Ở nhà có cái hộp Uno mà em cũng có coi cái hộp Uno, mấy đứa nhỏ đang coi, em đang dùng bằng cái telephone gọi. Ồ, vậy là nó bị black out hả chị? Nó bị đứng hình hay sao thưa chị? Thì coi như là không có nghe cái gì hết, mà với lại khi mà cũng như anh nói hay là chị Bích Kỳ nói cái lặp đi lặp lại. Ồ, nó bị cái chương trình đấy rồi. Rồi, cảm ơn chị Hạnh Vũ nhiều. Dạ, xin chúc lại chị nha, cảm ơn chị nhiều. Rồi, chị đã có tên ở trong này rồi, 4 số phone cuối của chị là 9244. Chị là customer cuối cùng ngày hôm nay chị nha, cảm ơn chị nhiều. Hy vọng rằng thứ 6, mỗi vào tuần từ thứ 2 tới thứ 6, chúng tôi sẽ có từ 5 giờ, từ 6 giờ đến 7 giờ chiều chị nha. Dạ, cảm ơn chị. Chị ở vùng nào vậy chị Hạnh? Em ở Philadelphia, bây giờ em là 10 giờ rồi. Em là khách hàng quen thuộc của CBN luôn đó. Central Shop là em là không có thiếu cái mặt hàng gì. Wow. Em đang cũng dùng xanh lóc nè, rồi hôm nay là ngày đầu tiên em uống thử cái hộp trà nè. Rồi. Trà Atitaba hôm nay là ngày đầu tiên uống thử. Hôm bữa tính giờ là có uống everyday là collagen rồi. Vâng. Chị Hạnh nghe chị Vôn, tôi giữ phone nha. Vicky. Vicky sẽ tặng, có quà tặng cho chị hô âm nha. Tôi xin chào đài để tôi ra khỏi đài đó nha. Rồi, dạ xin cảm ơn chị nhiều. Rồi. Dạ cảm ơn nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cái chương trình cũng như là ủng hộ gọi vào cho chúng tôi. Xin gặp lại quý vị vào chương trình sau.